Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Thứ nhất là hôm nay được tất cả quý vị đến chia sẻ một số những lĩnh vực thì tôi có một vài cái chia sẻ như sau. Thứ nhất là cái việc như anh nói, cái body language của anh ấy, cái vận động cơ thể ấy, nó là một phương pháp vận động, nó gọi là vận động trị liệu. Cái đó tôi dùng trong thiền động. Tôi cũng xin giới thiệu tôi là chuyên gia về khí công, thiền, yoga và thái cực quyền. Tôi là võ sư, kiến trúc sư. Thế thì những cái lĩnh vực tôi nghiên cứu thì tôi thấy là tất cả những việc mà các vị vừa nói là dùng phương pháp kết hợp phương pháp của bác sĩ Châu cùng với lại luyện tập khí công hay là body language của anh, tức là cái vận động cơ thể, tất cả những thứ đó nó tạo thành một cái theo đúng nguyên lý của y học và phương đông, nó là thông thời bất thông, thông thời bất thông, lưu thông khí huyết thì không có bệnh, đó là nguyên tắc. Thế còn tôi muốn chia sẻ thêm một cái phương pháp của bác sĩ Châu, là khi bác sĩ Châu đưa giới thiệu tôi phương pháp này, tôi cũng tính tôi là cái gì tôi thử hết, lấy mình làm vật thí nghiệm hết. Tôi là nghiên cứu 35 năm về lĩnh vực, các lĩnh vực này. Tôi là bị đẻ non, sức khỏe yếu, từ bé là rất nhiều bệnh và thậm chí là đi. Nhưng mà tôi vượt lên bởi cái sự luyện tập chuyên cần của mình thôi. Thế khi bác sĩ Châu giới thiệu thì tôi có sử dụng cho bản thân mình, tôi bảo tôi luôn luôn là chuẩn bệnh. Và tất nhiên là tôi vẫn ngủ từ xưa đấy, tôi đặt lưng vào tôi ngủ lúc ấy. Cho nên cái vấn đề mà đưa cái đá cho tôi để tôi ngủ thì nó bình thường quá, bởi vì tôi vẫn ngủ bình thường. Nhưng mà khi tôi đưa cho vợ tôi là người khó ngủ, vợ tôi đêm nào cũng phải bật tivi để mà dùng cái tiếng ồn đó để làm cho bà ấy mệt hẳn đi sang bà ngủ được. Vì bà vợ tôi thì bà không chịu tập đi thôi. Thì rất may là bà ấy ngủ được ngay. Thế sau đó thì tôi có giới thiệu một số các cái người bạn nữa mình bớt ngủ. Và đặc biệt nữa là một trong những cái ý nghĩa của cái sự chuyển đá này chính là sự thải độc của gan. Và một trong những nguyên lý của nó chính là làm cho cái tĩnh mạch của gan ấy, nó lưu thông, nó không bị ứ trệ những cái độc tố trong gan. Đây là một yếu tố rất quan trọng trong cái lĩnh vực mà sử dụng bột đá ở đây. Và tôi rất may là tôi giới thiệu cho rất nhiều bạn bè. Xin lỗi là tôi đã biến thành người buôn đá hộ cho ông Châu. Đến giờ phút này tôi bán được chừng khoảng 500 viên đá. Tôi phải bảo ông Châu là tôi đi buôn đá cho hộ ông đây. Và cách đây mấy ngày tôi ở trong Sài Gòn, một người bạn thân của tôi cũng là một doanh nhân khá nổi tiếng. Và anh ta thì uống rượu nhiều, người ta chỉ bảo tôi khổ vì uống rượu. Và đang có nguy cơ của vấn đề là uống rượu nhiều nó gan hết các thứ. Thế tôi bảo tôi cấp cho một đôi, hai đôi đá luôn. Một cái là ông để trong vùng thận để cho nó mạnh cái thận của ông lên. Thứ hai là ông để trong cái vùng gan để cho cái gan của ông thải độc tốt. Thứ hai là ông nhậu nhiều. Thì hai thứ đó một viên là giúp cho cái thận. Và hai tức là một cặp thì giúp cho thận và một cặp thì giúp cho gan thải độc. Và sau đó thì tôi có nghiên cứu, tôi thấy là thế này, đa số cái giới văn phòng của mình ấy, cái giới dân mà ít vận động, ngồi nhiều quá thì nó có hai cái chứng của bệnh stress thường mắc phải. Một là chứng mất ngủ, hai là chứng rối loạn tiêu hóa. Hầu như là những cái dân bệnh stress tất cả đều mắc hai chứng bệnh này. Thì những viên đá như là bác sĩ Châu vừa nói ấy, nó giải quyết được vấn đề là giúp cho vấn đề ngủ ngon đêm. Thứ hai là nó giúp cho vấn đề tiêu hóa, vì gan nó thải độc nhanh thì tất cả những vấn đề tiêu hóa nó rất là lợi thế. Và đấy là một trong những cái mà tôi cho là nó giải quyết được vấn đề về stress. Và cũng xin nói với các bạn là ít nhất là 70-80% các loại bệnh mà chúng ta bị mắc bây giờ là do yếu tố rối loạn tâm lý thần kinh, là do yếu tố stress. Và đặc biệt là càng ngày những cái sức ép của cuộc sống nó càng lớn như vậy, thì tôi cho rằng là đây là một trong những cái giải pháp hỗ trợ cho giới văn phòng rất tốt. Và tôi đã ứng dụng thử cũng như là chia sẻ với một số bạn bè của tôi, và cũng lại mắc một cái bệnh như giống như bác sĩ Châu đã nói là, hoặc là anh Dũng đã nói là nghiện đá, tức là lúc nào cũng đêm nào cũng phải ôm cặp đá để ngủ. Và tôi thì cũng học tập theo cái gợi ý của anh Châu là tôi một cặp và vợ tôi một cặp, là tôi hai cặp và vợ tôi một cặp, có nghĩa là chúng tôi dùng ba cặp, tối nào tôi phải nướng 6 viên ấy.
và tôi 4 viên, và tôi 2 viên, và chúng tôi ngủ tiếp rồi xong. Và tôi chia sẻ với các bạn là những cái thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.